Chun, nói chung là Chun Chun thì xịn sò hẳn hơn Chun thường. À đâu, Chun thường phải gọi là Chun thường xịn sò hẳn hơn MK1, Chun về mặt đam cao hơn rất là nhiều. Nhưng mà đéo cải thiện được cái mẹ gì cả. Rồi tóm lại thế đấy, một cái video lại siêu ngắn nữa nói về những cái vũ khí siêu sập lồn. Đéo hiểu tại sao DE có thể thiết kế những cái thứ này được. Tuy là kiểu mang tiếng và có thể tạo cho New Buy nhưng mà quay. Chúng đéo biết tại sao luôn. Thôi nhá. Thì mẹ. Mình ghép làm những cái video như này phải cắt đi. Xem video về Chun Watt đi nhá. Đờ mờ các bạn.